5 chiếc bánh mến chào anh chị em. Theo nguồn tin Manila Thái, ba linh mục Philippines bị huyền chức vì ứng cử vào cơ quan công quyền. Ít nhất, ba linh mục công giáo đã bị huyền chức giáo sĩ vì tham gia ứng tuyển vào cơ quan công quyền cho đợt bầu cử quốc gia và địa phương 2022. Tên của ba linh mục được công khai gồm cha Bitabit của giáo phận Limanan vùng Bicol, cha Ampasi của giáo phận Sosogon và cha Lugo của giáo phận Tagum. Cha Bitabit ứng cử chức thị trưởng thị trấn Limanan là thị trấn lớn nhất tỉnh Camarinesu. Cha Ampasi ứng tuyển chức ủy viên hội đồng thị trấn Bacacay của tỉnh Anbay. Cuối cùng, cha Lugo thì đăng ký làm ứng viên cho chức thị trưởng thị trấn Mabini của tỉnh Davao de Oro. Đức giám mục của giáo phận Limanan, chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin của Hội đồng Giám mục Philippines cho biết, giáo luật công giáo cấm các linh mục tham gia chính trị và linh mục nào làm điều đó thì sẽ phải bị đình chỉ chức vụ giáo sĩ. Ngài cho biết, những việc huyền chức thế này được coi là không thể đảo ngược. Do đó, linh mục Bitabit chắc chắn sẽ không thể quay lại sứ vụ linh mục nữa. Với sự ra đi này, Bitabit không còn đại diện cho giáo phận và hội thánh bất cứ cách nào. Quyết định huyền chức được ban hành từ ngày 22 tháng 10, 2021 và được công khai vào 26 tháng 10. Đức cha nói thêm, vì vậy, ông ấy không được phép thực hiện bất cứ yêu cầu nào nhân danh hội thánh, cũng như không được có quan hệ với bất cứ chương trình hỗ trợ người nghèo nào do hội thánh hoặc giáo phận tài trợ. Bên cạnh đó, Đức cha nói rằng sự huyền chức giáo sĩ không có nghĩa là linh mục được gỡ lời hứa độc thân. Những lời khấn hứa tiếp tục ràng buộc linh mục và chỉ hoàn toàn được giải gỡ bằng tiến trình hoàn tục. Tuy nhiên, giờ đây cha Bitabit được tự do, không chịu sự ngăn cản của giáo luật, để có thể tham gia vào các cam kết thế tục mà cam kết đó không vi phạm lời khấn hứa giáo sĩ. Trước đó, hai linh mục Anbasi và Lugo cũng bị giám mục địa phương của mình huyền chức vì lý do tham gia chính trị. Dịch sang tiếng Việt do A Kim Nguyễn